Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Thị xã Ba Đồn quyết tâm khống chế dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam tới thăm đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp G20 ra tuyên bố chung cam kết đảm bảo an ninh lương thực cho mọi người dân. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, Quảng Bình có 67 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh lên 677 ca. Tỉnh Quảng Bình cũng tiếp tục ghi nhận thêm 35 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 25 ca được phát hiện ở các khu cách ly tập trung, 5 ca ở các khu phong tỏa, gồm 4 ca ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, 1 ca ở xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, 5 ca ở các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong 24 giờ qua, Quảng Bình có thêm 2 bệnh nhân tử vong, gồm bệnh nhân 381637, 53 tuổi, ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi suy hô hấp, nhiễm SARS-CoV-2, trên bệnh nền ca tuyến giáp đã phẫu thuật. Bệnh nhân 412011, 82 tuổi, ở phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tử vong do nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi suy hô hấp, nhiễm SARS-CoV-2, trên bệnh nền tăng huyết áp. Tính đến 6 giờ ngày 20 tháng 9, tỉnh Quảng Bình còn 843 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Có 123.279 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, 51.015 người được tiêm đủ 2 mũi. Hiện nay, thị xã Ba Đồn đã phong tỏa những khu dân cư có F0 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tăng cường truy vết xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng. Theo đó, thị xã Ba Đồn đã thần tốc lấy mẫu tại các khu dân cư và nhanh chóng chuyển về CDC Quảng Bình để làm xét nghiệm real-time PCR. Từ ngày 16 tháng 9 đến nay, thị xã đã thành lập 36 tổ lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 9.400 lượt người dân trên địa bàn. Trung tâm y tế thị xã đã thành lập các tổ cơ động phản ứng nhanh để lấy mẫu trên toàn bộ địa bàn phường Ba Đồn và phường Quảng Thọ, đi từ 7 giờ cho đến 11 và 12 giờ đêm, đặc biệt là khu phố 6. Khu phố 6 là làm 2 đêm liên tục, đêm nào cũng là 12 giờ. Các đội phản ứng nhanh của trung tâm là đáp ứng được cái yêu cầu về cái phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã. Hiện tại thì trung tâm đang cử một đội tổ phản ứng nhanh có kinh nghiệm đang thực hiện nhiệm vụ trong khu vực phong tỏa để làm bóc tách tất cả các F0 ra khỏi cộng đồng một cách sớm nhất có thể. Chúng tôi cảm thấy là cái thứ nhất là cái việc mà kêu gọi bà con nhân dân để lấy mẫu xét nghiệm á, thì đến từng nhà từng ngõ và gõ từng cửa từng cổng luôn, thì đó là điều tuyệt vời. Còn cái thứ hai nữa thì cái tổ công tác COVID cũng như y tế của phường của thị xã là đã làm rất tốt. Trong những ngày qua, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn đã thành lập đoàn kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại một số địa phương và yêu cầu các tổ lấy mẫu cần tuân thủ nghiêm những quy định trong phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và toàn xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định số 3001 về việc bổ sung các mức độ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều 1, bổ sung vùng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTD của Thủ tướng Chính phủ tại khu vực đường Chu Văn An, khu phố 6, phường Ba Đồn, đoạn đường Chu Văn An giao từ ngã ba Lâm Trường đến trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm cũ có sơ đồ kèm theo. Điều 2, thời gian thực hiện các nội dung tại điều 1 là 14 ngày, bắt đầu từ 17 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2021.
Điều 3, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn căn cứ quyết định số 2686 QĐ-BCD ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19 để chủ động quyết định bổ sung các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn. Điều 4, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn, thủ trưởng cả cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ An Phong đã ký hết nội dung quyết định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện ủy Minh Hóa luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, huyện ủy Minh Hóa đã chỉ đạo sát sao việc tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 dưới nhiều hình thức, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống đài truyền thanh cơ sở, chỉ đạo xây dựng các mô hình tổ, nhóm dân cư tự quản với nòng cốt là các tổ COVID cộng đồng, chỉ đạo thành lập các chốt phong tỏa tại một số khu vực có trường hợp F0 trên địa bàn, chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Trong những ngày qua, nhiều cá nhân hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 19 tháng 9 năm 2021, gia đình ông Võ Bá Duyên ở tổ dân phố 10, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới đã hỗ trợ CDC Quảng Bình 2.000 túi thuốc điều trị F0 và khẩu trang y tế, 100 máy đo SP02 trị giá 100 triệu đồng, trao tặng Ủy ban nhân dân phường Nam Lý và các lực lượng tuyến đầu chống dịch 20.000 khẩu trang y tế 4 lớp. Tại lễ tiếp nhận, đại diện CDC Quảng Bình và Ủy ban nhân dân phường Nam Lý đã gửi lời cảm ơn được những việc làm thiết thực của gia đình ông Võ Bá Duyên, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức cá nhân hảo tâm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế. Thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19. Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cả cấp hội nông dân trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải thiện đời sống. Năm 2020, bà con nông dân xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn đã trồng thử nghiệm hơn 2.000 cây dừa xiêm trên vùng đất bị nhiễm mặn với diện tích khoảng 2 hectare. Nhờ tuân thủ quy trình chăm sóc và tích cực phòng trừ sâu bệnh, nên phần lớn cây dừa xiêm sinh trưởng và phát triển tốt. Những năm qua, nhiều hộ dân ở huyện Tuyên Hóa đã chủ trọng phát triển các loài cây có múi, trong đó có cây cam chanh. Hiện nay, huyện Tuyên Hóa có hơn 40 hectare cây cam chanh, tập trung ở các xã Kim Hóa, Sơn Hóa, Hương Hóa. Nhiều vườn cam được xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với giá bán trên thị trường dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng 1 kg. Mỗi năm, người dân thu lãi khoảng 100 triệu đồng 1 hectare sau khi trừ mọi chi phí. Thời gian tới, huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục rà soát và thống kê một số diện tích đất sản xuất kém hiệu quả để chuyển đổi sang trồng cây cam chanh nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải thiện đời sống cho người dân. Trong 8 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi trồng thủy sản của huyện Bố Trạch ước đạt trên 2.300 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Để có được kết quả trên, huyện Bố Trạch đã chủ trọng phát triển hệ thống hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản.
địa phương cũng tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong việc mở một số lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh cho các loài thủy sản. Trong 8 tháng đầu năm 2021, diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Bố Trạch đạt trên 1.900 ha. Ngoài các loài thủy sản truyền thống, thì trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều loài thủy sản mới có giá trị kinh tế cao như ốc hương, cá kình, cá vược, cá bồng tường, cá siêu hồng. Thời gian qua, chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy ngày càng được nâng cao. Hiện nay, huyện Lệ Thủy có 85 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thường Phong đã được Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy công nhận hợp tác xã kiểu mẫu. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Lộc Thường đạt 4 trên 5 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí thu nhập trong năm 2021. Doanh thu của các hợp tác xã tăng nhanh qua hàng năm, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nông thôn và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò thực thi pháp luật và đồng hành với ngư dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc, những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành và các địa phương trong việc ngăn chặn một số hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Hiện nay, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh có 34 km đường biển và gần 3.000 phương tiện tham gia khai thác thủy sản trên biển. Thời gian qua, song song với hoạt động thăm hỏi, động viên bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 cũng tích cực phối hợp với chính quyền thị xã Quảng Yên trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con không nên khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Đối với cái khai thác ở trên biển đấy mà chấp hành của nhà nước đi ra, những cái biện pháp là không đánh bắt cái loại tôm cá nhỏ để sinh sôi nhà nửa bọn tôi chấp hành. Cùng với việc tuyên truyền chống khai thác IUU, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 cũng duy trì lực lượng trực 24/24 giờ nhằm kịp thời ngăn chặn tàu thuyền của nước ngoài xâm phạm vào chủ quyền vùng biển Việt Nam để khai thác thủy sản trái phép, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương trong việc quản lý và nắm bắt thông tin về tàu thuyền của Việt Nam hoạt động trên biển. Chúng tôi duy trì các việc tuần tra, đồng thời là tuyên truyền sâu rộng các việc là nguy hại của việc đánh bắt hải sản không khai báo và không có sự quản lý đối với ngư dân ở trên các vùng biển và thông báo về địa phương để cùng với các địa phương ven biển quản lý tốt cái việc đánh bắt hải sản theo quy định của chúng ta trên biển. Mà đó là một cơ sở để sau này Ủy ban châu EC sẽ rút cái thẻ vàng đối với hải sản của Việt Nam. Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã và đang chung tay cùng với các cấp, các ngành và các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ngành thủy sản Việt Nam. Qua đó, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển nghề cá một cách an toàn và bền vững.